top 10 loài động vật ngủ nhiều nhất trên thế giới. Những kỷ lục về động vật luôn làm con người tò mò và kinh ngạc về khả năng phi thường của chúng. Thế giới có động vật nặng nhất, nhỏ nhất hay tuổi thọ cao nhất? Kiến thức thế giới sẽ tìm hiểu về top loài động vật ngủ nhiều nhất trên thế giới để biết chúng bỏ ra thời gian bao lâu để ngủ trong một ngày nhé. Koala. Koala còn được biết đến với tên gọi quen thuộc là gấu túi hay tên khoa học là Phascoactos cinereus. Một ngày loài động vật này bỏ ra thời gian từ 20 đến 22 giờ để ngủ, chỉ còn một ít thời gian rất ngắn để vận động. Chúng là một loài thú có túi ăn thực vật và sinh trưởng nhiều nhất tại Úc. Loài vật hiện nay duy nhất còn sống trong họ Phascoactos và họ hàng gần gũi nhất còn sinh tồn của nó là gumbat. Loài động vật thích ngủ này phân bố ở những vùng dọc theo bờ biển phía đông và nam đảo chính, chính xác là ở Queensland, New South Wales, Victoria và Nam Úc. Cơ thể chúng có chiều dài khoảng 60-85cm và nằm ở trọng lượng khoảng 415kg, bộ lông màu xám bạc đến màu nâu sô-cô-la. Quần thể koala sinh sống ở phía bắc thông thường nhỏ và sáng màu hơn ở những vùng phía nam. Sloth. Sloth là một loài động vật hay ngủ có tên khoa học là Fulivora, hay còn được biết đến với tên gọi là lười hay con lười đều là một. Đây là một bộ phận thuộc bộ động vật gồm những loài thú cỡ trung bình thuộc về họ Megalodichida và họ Rediformiida với 6 loài động vật tổng cộng. Trên thực tế, loài động vật này có thể ngủ được 20 tiếng một ngày. Vì vậy, chúng trông có vẻ hơi chậm chạp và lười vận động, thậm chí vẻ ngoài trông hơi ngu ngốc và thờ ơ. Thế nhưng, vẻ ngoài này lại là một sự tiến hóa giúp loài động vật lười vận động tồn tại trong môi trường sống cho đến ngày hôm nay, nhất là trong môi trường nhiều cạnh tranh và ít chất dinh dưỡng. Vì vậy, càng hạn chế vận động sẽ càng tiết kiệm được nhiều năng lượng. Chúng ăn rất điều độ, chủ yếu là rau xanh. Armadillo. Armadillo là một loài thú có mai nằm trong top những loài động vật ngủ nhiều nhất trên thế giới vì một ngày chúng có thể ngủ đến 20 tiếng đồng hồ. Đa phần, loài động vật này đều có nguồn gốc bắt nguồn từ châu Mỹ và hiện nay được phân bố và sinh sống ở nhiều môi trường khác nhau. Lúc mới sinh, chúng có một bộ da rất mềm. Sau quá trình sinh trưởng và lớn lên, lớp da mềm này cũng bắt đầu cứng cáp sau một vài tuần. Trung bình, loài động vật này dài khoảng 75cm kể cả đuôi, những con lớn có thể dài 1m và nặng 30kg. Armadillo là một loài ăn côn trùng, thức ăn chủ yếu vào kiến, mối và các động vật không xương sống nhỏ khác. Chúng có thể nhảy 91.120cm trên không trung nếu cảm thấy sợ hãi, làm cho nó trở thành một mối nguy hiểm, đặc biệt là trên những con đường bộ. Opossum. Chôn túi opossum là loài động vật thuộc lớp có vú. Chúng thường sống ở phía tây bán cầu, gồm hơn 103 loài xếp và 19 chi nhau. Chôn opossum có nguồn gốc từ Nam Mỹ, tuy nhiên sự dịch chuyển của chúng lên cố định sống tại Bắc Mỹ khiến đây trở thành loài động vật đặc biệt đặc hữu cho Hoa Kỳ. Với chế độ ăn linh hoạt, thói quen sinh sản và cách sống rất thoải mái khiến cho chúng có thể sinh tồn trong nhiều điều kiện khác nhau. Opossum có khả năng ngủ đến 19 tiếng trong ngày. Vì vậy, nhiều người cho rằng đây là một loài động vật giả chết đặc biệt. Loài chôn opossum thường sống đơn độc và di chuyển nay đây mai đó, nên chúng sẽ xuất hiện ở trong khu vực có thức ăn và nước uống. Chúng sống về đêm, hoạt động tích cực trong khu vực tối, ở trên mặt đất hoặc trên cây. Lemur. Lemur còn được gọi với một cái tên khác là vượn cáo đuôi vòng, là một nhánh động vật linh trưởng Strepsirrhini đặc hữu của Madagascar. Hiện nay, trên thế giới còn khoảng 100 loài còn tồn tại. Các loài vượn cáo có trọng lượng trung bình từ 30g đến 9kg. Phần lớn chúng ăn nhiều loại quả và lá cây, còn một số loài chỉ chuyên ăn một loại thức ăn và thời gian ngủ một ngày của chúng chiếm khoảng 16 giờ. Đây là một loài động vật có tính xã hội rất cao, tồn tại trong một nhóm cá thể. Con cái giữ vai trò thống trị trong bầy. Chúng rất thích tắm nắng dưới ánh mặt trời, khoe bộ lông trắng mỏng phía dưới bộ hướng về nơi có ánh sáng. Vượn cáo đôi vòng cũng có tập tính giống như những loài vượn khác, có khứu giác mạnh và đánh dấu lãnh thổ bằng tuyến xạ. Aumanki. Aumanki là tên của loài khỉ cú ba sọc, có tên khoa học là Aotus chivicvetus, là một giống khỉ đêm thuộc động vật có vú trong họ áo tai của bộ linh trưởng. Chúng sinh sống nhiều ở châu Mỹ, là một loài động vật linh trưởng cỡ nhỏ có cặp mắt to và bộ lông màu nâu xám, có tập tính sinh hoạt và bắt mồi vào ban đêm. Đây cũng là một loài động vật có thể ngủ rất nhiều trong ngày, trung bình ngủ khoảng 17 giờ một ngày. Thông thường, loài khỉ cú ba sọc này sẽ chung thủy với một bạn tình trong đời tạo thành một gia đình hạt nhân bao gồm một con khỉ được trưởng thành, một con cái trưởng thành và những đứa con. Lyon. Ai cũng biết Lyon là tên gọi của sư tử, là một đại miêu trong họ nhà mèo và là một chi của loài báo, có tên khoa học là Panthera leo. Đây là một loài động vật hiếm, xếp trong sách đỏ có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ. Số lượng suy giảm đáng mức báo động trong hai thập kỷ cuối thế kỷ 20. Sư tử thuộc những loài động vật ngủ nhiều nhất thế giới khi giấc ngủ của chúng chiếm khoảng 14 đến 16 giờ một ngày.
Giữa sư tử đực và sư tử cái thì việc nhận dạng tương đối dễ dàng. Con đực thì có bờm, trọng lượng cơ thể đạt đến 250 kg. Sư tử hoang hiện nay sinh sống chủ yếu ở vùng châu Á, vùng châu Phi hạ Sahara và các phân loài sư tử tuyệt chủng thì từng sống ở Bắc Phi và Đông Nam Á. Gấu. Chúng ta đều biết rằng mùa đông là thời điểm lạnh lẽo và khắc nghiệt nhất trong năm đối với các loài động vật để sống và tồn tại. Các loài động vật có vú như gấu muốn sống sót qua mùa đông lạnh giá thì phải tìm cách giữ ấm cơ thể của mình. Gấu đã tiết kiệm năng lượng bằng cách đi ngủ. Thậm chí ngay cả khi chúng không hoạt động, loài gấu cũng phải dự trữ năng lượng để tồn tại đến mùa xuân. Trữ thức ăn bằng hình thức tích mỡ. Trước khi mùa đông tới, các con gấu đều béo lên do sự tích trữ thức ăn trong nhiều tháng liền và do đó trọng lượng của chúng có thể tăng hơn 18 kg một tuần. Cơ thể của gấu cũng có một vài thay đổi ngay khi nó chìm vào giấc ngủ đông. Nhịp tim sẽ giảm từ 55 nhịp trên phút xuống còn 10 nhịp trên phút. Nhiệt độ cơ thể cũng giảm từ 5 đến 9 độ so với mức bình thường. Trong thời kỳ ngủ đông, loài sẽ tìm một cái hang hoặc một cái hốc cây để ngủ và quên đi cái lạnh giá, đồng thời chúng sử dụng nguồn năng lượng dự trữ để sống. Vì thế, chúng có thể giảm từ 15 đến 40% trọng lượng cơ thể trong quá trình ngủ đông. Đến mùa xuân, chúng sẽ thức giấc, cảm thấy đói và đi ra ngoài để tìm một bữa ăn đầu năm. Tatu khổng lồ, tên khoa học Cryodon maximus, là một loài động vật có vú trong họ Dasyporida, bộ Simulata. Loài này được cơ mô tả năm 1792. Loài này đã từng được tìm thấy rộng rãi trong các khu rừng nhiệt đới của miền Đông Nam Mỹ, nhưng phạm vi phân bố của chúng xa về phía Nam như miền Bắc Argentina. Loài tatu khổng lồ Cryodon maximus lọt danh sách những động vật ngủ nhiều do chúng thường ngủ trung bình 18 tiếng một ngày trong những hố đất. Tatu khổng một loài thú có mai có thể nặng tới 80 kg, dài gần 1,5 m. Đặc điểm độc đáo của tatu khổng lồ là dù cho có kích thước rất lớn, loài này được coi là một trong những loài động vật khó bị bắt gặp nhất trên hành tinh. Có rất ít thông tin về chúng bởi các nhà nghiên cứu hiếm lắm mới nhìn thấy tatu khổng lồ. Sóc. Sóc chỉ dài khoảng 14 cm, sống chủ yếu ở vùng Trung Mỹ. Chúng là đối tượng nghiên cứu của rất nhiều phòng thí nghiệm vì khả năng ngủ đông tuyệt vời. Mỗi mùa đông, sóc đất tuyệt thực trong 6 tháng trời nhờ làm giảm nhịp tim, tốc độ trao đổi chất và hạ nhiệt độ cơ thể xuống trên mức đóng băng. Đây là một trong những đặc điểm sinh lý kỳ diệu nhất trong giới tự nhiên, vì sóc có thể duy trì sự sống của các nội tạng ở nhiệt độ cực thấp, kéo dài vài tháng. Trong điều kiện tương tự, người và hầu hết các động vật khác sẽ chết. Thức ăn chủ yếu của sóc là các chất có dầu carbohydrate, protein và chất béo, và đây có thể là lý do khiến loài động vật này có khả năng ngủ suốt 6 tháng qua mùa đông. Mặc dù loài động vật này ngủ rất nhiều, song chúng lại hoạt động rất tích cực sau khi tỉnh dậy. Các bạn đang xem video trên kênh Kiến thức Thế giới. Hãy like, share và đăng ký kênh để xem nhiều video thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!